vào tối qua ngày 8 tháng 5, sau chuỗi ngày âm thầm khóa trang cá nhân vì ồn ào tình cảm, Cindy Lư, vợ cũ Hoài Lâm đã mở lại Facebook đồng thời một lần kể hết chi tiết chuyện ly hôn giữa mình và chồng cũ. Bên cạnh đó, cô nàng cũng xác nhận mối quan hệ yêu đương với Đạt Dê, không quên dành cho tình mới không ngớt lời khen ngợi. Tối ngày 8 tháng 5, Cindy chính thức lên tiếng xác nhận đang yêu Đạt Dê. Như thường lệ, phản ứng của một nhân vật tuy không liên quan trực tiếp nhưng cũng xuất hiện trong bùng binh tình cảm giác rối này là du uyên được dân tình hết sức quan tâm và quả thật đúng nửa đêm bồ cũ của đạt dê cũng đã cập nhật động thái mới trên trang cá nhân không nhắc gì đến bạn trai cũ hay bạn gái mới của bạn trai cũ du uyên chỉ chia sẻ lại ảnh chụp màn hình tin nhắn một fan gửi đến cho mình trong đó bạn fan đã gửi tặng nữ ca sĩ một bức tranh do mình tự vẽ cùng lời động viên em tặng chị nè bình yên nha chị. Mong chị sẽ không phải tổn thương nữa, thương chị. Nhiều người cảm thấy tò mò về phản ứng của Du Viên. Cô nàng chỉ đăng ảnh màn hình cuộc hội thoại với một fan hâm mộ. Đáp trả sự yêu thương của fan, Du Viên nhắn gửi, cảm ơn những lời động viên của mọi người nhiều lắm. Ngoài ra, cô nàng còn kêu gọi mọi người bảo vệ bản thân giữa mùa dịch căng thẳng. Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít phút sau, Du Uyên còn tiếp tục chia sẻ một bài viết trên fanpage của mình là một MV do cô và Đạt Dê từng quay mang tên Diệt trặc Corona. Không rõ Du Uyên chỉ đơn thuần xe nó vì mục đích kêu gọi kể trên hay đang hồi tưởng những kỷ niệm ngày xưa với người cũ nữa đây. Du xe lại MV bài hát từng quay cùng Đạt Dê. Ảnh tổng hợp